Anh Kiệt đầu tư đi, Việt Nam không phải Trung Cộng đâu, đừng sợ, nhìn Vingroup thì hiểu. Vũ Kỳ Lân. Mấy công ty Mỹ á, Intel, Samsung, nếu mà Kiệt về là Kiệt là cái đầu tàu của xe lửa, nó những cái thằng Duy Mạch á, nó sale là tại vì ở bên đây Kiệt là cũng là được nó huấn luyện gần 40 năm rồi, Kiệt cũng dạng giống như là Navy SEAL, là lính đặc biệt của tụi nó rồi đó, về mình về ngành Duy Mạch đó. Nhưng mà về cá nhân thì khác, Kiệt đâu có dám về đâu. Với lại tánh Kiệt không có biết nhậu nghe, không có tánh tình rất là bất khuất, không có biết khom đầu nghe, không có biết hối lộ nữa. Cho nên mấy cái đó làm khó lắm. Ở Mỹ này á, có luật sư, Kiệt có hai tập đoàn luật sư gần hai chục thằng á. Thì mình cãi không lại, mấy luật sư mình đưa tiền nó cãi giùm, còn Việt Nam ai cãi giùm mình. Mà bữa giờ bị tụi nó dí súng vô đầu, mày đi vô Việt Nam cho tao, để hai súng vô đầu nè, tao không có về. Khi nào Đức Thầy xuất hiện tôi mới dám về, còn Thầy Hụ chưa xuất hiện kia không dám về. Lại kiểu nói ham tiền, mà khi không về á thì nó sẽ đi qua Mã Lai với Nam Dương, phải không? Rồi giờ nó đòi tin đi qua Thái Lan nữa kìa. Còn Kiệt về á, là mấy thằng Mã Lai, Nam Dương á, nó cũng chạy theo luôn. Tại vì á, Kiệt sẽ có cách, Kiệt sẽ mở trường học nè, mở những chung cư nè. Kiệt giống như Foxconn vậy đó, là mở một cái công ty cả triệu người làm á. Thì những thằng đó tự động nó theo à, tại nó cần mà. Mà còn bây giờ thì mình đang ngồi ở đây mình tán dóc. Chứ mình về bển lơ mơ á là thập cổ liền á. Con chào chú Kiệt, cho con hỏi: Thiên Hoàng là cha, Địa Hoàng là mẫu, Nhân Hoàng là Minh Dương hả chú Kiệt? Minh Dương á hả? Biết Minh Dương là ai không? À, bữa có cái bài thơ của ông này cũng hơi lạ thôi. Minh Dương là một thằng thờ. Vẫn còn chích nhát. Chú ơi, khi nào thế giới và Việt Nam mình hết dịch hả chú? Thương quá. Sắp sửa hết. À, khi mà hai viên thuốc ra đời, khi mà Đức Thầy xuất hiện, về khi chiến tranh qua thì mình sẽ hết. Nhưng mà từ đây tới mình nói là 80-90% nha, không phải 100% nha. Không, đừng có bắt bẻ mình. À, từ đây có thể là cuối năm tới Tết đó, còn mấy tháng nữa gắng chờ đi. Chỉ tội dân Sài Gòn bữa giờ trốn Covid gần 6-7 tháng rồi không đi làm là đói, rồi thêm cái nạn lũ lụt tùm lum nữa. Những cái gì chú tiên tri bữa giờ lũ lụt bây giờ có rồi nè, đói sắp sửa xảy ra nè. Covid hiện giờ thì chú đã xin hồi mấy tuần trước, có đặt mấy chục bàn khấn rồi. Covid nó chỉ là giống như làm cho mấy mấy lãnh đạo biết sợ hơn chút vậy đó, chứ không có phải là giống như kiểu rộ lên chết nhiều như ở Ấn Độ hay ở Nam Dương. Chỉ là cho mấy lãnh đạo đừng có kéo tay với ông trời nữa, tôi chịu thua đó, đó là vậy đó. Khi nào màn cuối vậy chú? Mình giải thích rồi. Màn cuối nó còn kéo dài lắm. Màn cuối thì cuối khúc nào cũng như cây vọng cổ vậy đó, đâm cái ẹt chưa chắc là chết, còn thêm mấy câu nữa đúng không? Nhưng mà từ năm 2017 á, lúc mà cha mẹ cho cái đạo Thiên Tâm ra đời á, là cha mẹ giống như là nói là những năm năm cuối của Hạ Quân là sẽ có nhiều chết chóc, cho cái đạo để tự nhập môn rồi tự tu ở nhà, và cho biết được cái thời mạt pháp này á, nó rất là cực kỳ giờ chót rồi. Mọi người á, cha cho chú Lộ Cơ lên nói là vì lòng của cha mẹ từ bi, chứ không phải là chú Lộ Cơ là vì chú ham cái gì. Mà Lộ Cơ, Lộ Cơ đây là bị người ta khinh dễ nhiều lắm nha, anh em á, cũng khi dễ hết nè.
bà con á cũng không dám nhìn nữa nè, tại vì họ đâu có hiểu. Bạn bè giàu á là tụi nó ăn toàn là mấy con cá lội trong hồ với mấy con tôm có trứng không à, là nó mới chịu ăn. Thì mình thấy khác thường là nó đã coi thường mình rồi, cộng mình nói bao cái chuyện nhảm nhảm này nữa thì thôi nó chán mình chết luôn. Rồi nhân viên 400-500 thằng á, nó càng thấy phát ghét nữa, nó ông này á, rảnh quá tôi làm cực khổ cho ông là đi nói mấy chuyện nhảm, cho nên không có ai hiểu hết. Chú mất hoàn toàn tất cả, cả gần 10 năm nay chú sống một mình cũng giống như là ngồi nhập thất vậy, nó không có liên hệ với xã hội. Cho nên gần đây thôi thì bắt đầu những năm cuối nè, năm nay năm cuối thì mấy chị gì nó cho đi giao thiệp, thì từ đó đó chú mới đi gặp những cái người nổi tiếng cũng như Thái tử Đức bây giờ cũng làm anh chú rồi nè, nghe công chúa Phi cũng làm chị rồi nè, nghe mà con cái út của ông nó lúc cũng tức là rồi mấy người ở Hollywood, thế là có duyên nó vậy đó. Để làm chi mấy vị nói là trong tương lai đó thì sẽ hiểu, nhưng mà bây giờ mấy vị kêu đi xã giao thì mình đi xã giao, thì chú xã giao gần đây thì toàn là mấy thứ dữ không à, cũng không có cho ra cộng đồng nữa. Mà bữa giờ mấy chị kêu ra cộng đồng để mà cho cộng đồng hiểu là gì á, ma quỷ á, nó có quyền lực, nó một cái giới hạn, đến lúc á, nhân dân á, cộng đồng ở vùng Sao Dê nè phải có chánh kiến, phải biết là cái núi Thiên Long Sơn là của chung của người Việt chứ không phải của Kiệt Ngô. Nó Kiệt Ngô bỏ ra 20 triệu là xong rồi, bây giờ là của chung thì phải giành cái quyền lợi lại thì mới ra cộng đồng mới nói chuyện để mà mở cổng cái núi lại, chứ thật sự chú cũng không có thích giao thiệp với ai nữa. Giờ cái hãng cũng giao cho gia đình lo rồi, cái chỉ có cái núi này lo xây dựng rồi đổ xi măng rồi tưới cây, còn ngoài ra chỉ làm từ thiện thôi chứ chú cũng đâu có ham tiền của này nữa. Nhưng mà khổ hơn cái là bây giờ những công ty lớn làm về vi mạch đó, nó biết chú là người Việt Nam là lớn nhất của ngành này, và nó biết chú rất là có tài mở hãng và làm một cái kế hoạch rất là giỏi, cho nên bữa giờ nó dí súng vô đầu nó kêu mày phải vô Việt Nam mở cửa mở hãng cho tao, mà tao cho mày tiền mở, tao đưa đồ cho mày làm, nhưng mà chú không làm. Mà nên nhớ nha, gặp người thường á mà chụp được cái này á là vàng á, là vì một năm làm gần cả tỷ bạc á mà chú không tham vô Việt Nam, chứ không phải là một năm làm 10 triệu hay là 100 triệu đâu, 1 tỷ còn có nữa đó. Mà tự chú không ham là không ham à, thì bữa giờ nó cũng suối hoài á, tại mở mở lớn chứ mở nhỏ làm chi, đi mất công mỗi lần đi về bển mở lần thầu hết, nghĩa là gom hết tất cả những nước Mã Lai hay là Nam Dương về Việt Nam hết, làm là phải làm vậy á, tại nó rất là tình chú rất là thương. Tại vì ở Mỹ này chú có biệt danh gọi là Cinderella. Hồi xưa thằng mẹ chơi cũ á, tới ngày birthday nó tặng cho mình cuốn sách chuyện tắm cám đó, chú lặn tắm là bị ăn hiếp á, thì cái nó tặng cho mình là chữ Cinderella, là có ai coi coi phim nó không, là tắm á, nghĩa là đồ dư đồ thừa của Mỹ da với xương á, thì nó đưa cho chú. 2 giờ khuya á, bỏ vợ bỏ con á, nó kêu nghe cũng chạy vô để mà lo làm cho nó vui, cả cuộc đời là tốt bụng như nó vậy á, nên tới ngày hôm nay á, nó mới thương. Chứ còn mấy ông Mỹ là giàu á, sức mấy ngày thứ sáu nó còn không làm, nó đừng chi chủ nhật nó gọi cái là chú chạy săn đuôi đi đi lo cho nó rồi, thì gần 30-40 năm như vậy á, cho nên nó rất là kính nể. Nghĩa là chú không có ăn cắp cái bản quyền của nó gọi là IP á, cũng có những người Việt Nam ăn cắp bản quyền của nó. Mà bữa giờ Covid á, ai cũng cách ly trốn nhà, cho nên mấy dân chơi Sài Gòn á không biết ghiền thuốc rồi chạy đâu kiếm ha, thấy cũng tội nghiệp tụi nó. Helen Lương hỏi tội ăn trộm bị phạt dưới địa ngục sao chú? Tội ăn trộm dưới địa ngục ha? Thì mình lấy cái gì của ai á
Trước tiên á, thí dụ mình ăn cắp ở một cái tiệm vàng đó thì sau này á là mình phải đầu thai vô làm cái con heo hay là con gì á để cho cái người chủ đó đó họ cũng tái sanh, họ ăn thịt lại mình, thì đó là cách thức trả nghiệp. Còn ở dưới địa ngục á, tội ăn cắp ăn trộm cũng cũng gọi là tội, nhưng mà nó không có nặng bằng mấy cái tội ăn hối lộ con ơi. Tội hối lộ nặng hơn tội ăn cắp ăn trộm, tội đó là thôi vô giáng luôn, không có lên nổi.